Vâng, xin chào anh em đã quay lại với kênh tin tức 24 giờ quanh ta, tin tức ngày 19 tháng 4 năm 2021 có nội dung chính sau đây. Bộ trưởng Bộ Y tế siết chặt đường biên ngăn chặn dịch Covid-19. Và theo thông tin từ báo Pháp Luật thì Bộ trưởng Bộ Y tế đề nghị tăng cường công tác tầm soát và chủ động xét nghiệm những trường hợp nghi ngờ và kịp thời phát hiện, ngăn chặn và hạn chế lây nhiễm khi có ca mắc. Vào sáng ngày 18 tháng 4, thì đoàn công tác và Bộ Y tế do giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thanh Long, Bộ trưởng Bộ Y tế, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19, trưởng đoàn đã đến thăm và kiểm tra Bệnh viện Đa khoa Hà Tiên, cửa khẩu biên giới Hà Tiên, khu cách ly tập trung. Và tại Bệnh viện Đa khoa Hà Tiên, thì đoàn công tác đã kiểm tra đánh giá năng lực thu dung, tiếp nhận và điều trị cho bệnh nhân Covid-19 tại bệnh viện. Và theo báo cáo từ y tế địa phương, Bệnh viện Đa khoa Hà Tiên được xác định là đơn vị tuyến đầu tại địa phương tiếp nhận, thu dung và điều trị bệnh nhân Covid-19, đặc biệt là các trường hợp bệnh nhân nặng. Theo đó, bệnh viện hiện có khả năng thu dung khoảng 50 trường hợp bệnh nhân Covid-19 khi cần thiết và đồng thời có thể đáp ứng các trường hợp bệnh nhân ở mức độ trung bình và nặng. Lãnh đạo thành phố Hà Tiên đề nghị bộ xét cung cấp đủ lượng vaccine phòng Covid-19 cho nhóm người ưu tiên trên địa bàn thành phố Hà Tiên. Và theo thống kê thì có khoảng 6.686 người thuộc nhóm ưu tiên. Tuy nhiên, theo kế hoạch của tỉnh phân bố thì Hà Tiên chỉ có 2.243 liều. Cạnh đó, lãnh đạo địa phương cũng đề nghị bộ trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương thành lập bệnh viện dã chiến tại đây, đồng thời hỗ trợ máy móc và trang thiết bị y tế để tiếp tục thực hiện công tác điều trị. Và các kiến nghị từ địa phương, đại diện lãnh đạo Bộ Y tế cho biết sẽ có phương án hỗ trợ phù hợp nhằm nâng cao năng lực y tế của địa phương, đáp ứng tinh thần phương châm 4 tại chỗ trong công tác phòng chống dịch, dự phòng cách ly điều trị tại chỗ, cơ sở vật chất, trang thiết bị, thuốc men, phòng hộ tại chỗ, kinh phí tại chỗ, nhân lực tại chỗ, đặc biệt là tăng cường trang bị máy thở cho bệnh viện. Đồng thời, Bộ chỉ đạo Bệnh viện Chợ Rẫy cử chuyên gia trực tiếp hỗ trợ Bệnh viện Đa khoa Hà Tiên nhằm nâng cao năng lực điều trị tại chỗ, đặc biệt là các trường hợp bệnh nặng cần đến ICU hay là thậm chí ECMO, kết nối với hệ thống hội chẩn điều trị toàn quốc nhằm huy động lực lượng chuyên gia khi cần thiết. Và Bộ Y tế thành lập 5 đoàn kiểm tra trước nguy cơ bùng phát dịch Covid-19 thì ở Tây Nam Bộ, Bộ Y tế vừa có quyết định thành lập 5 đoàn kiểm tra do Bộ trưởng Bộ Y tế và 4 Thứ trưởng Bộ Y tế đảm nhiệm tiến hành kiểm tra tại các tỉnh, thành phố khu vực Tây Nam Bộ. Đoàn 1 kiểm tra tại Kiên Giang, Cần Thơ, Vĩnh Long, đoàn 2 kiểm tra tại Đồng Tháp và Long An, đoàn 3 kiểm tra tại An Giang và Tiền Giang, đoàn 4 kiểm tra tại Bến Tre và Trà Vinh, Hậu Giang, đoàn 5 là kiểm tra tại Bạc Liêu, Cà Mau và Sóc Trăng. Các đoàn sẽ tiến hành công tác kiểm tra từ ngày 18 đến ngày 30 tháng 4. Và theo quyết định của Bộ Y tế thì các đoàn kiểm tra có nhiệm vụ làm việc với Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của các tỉnh và thành phố về các công tác quản lý nhập cảnh, cách ly, giám sát y tế và triển khai tiêm vaccine phòng chống Covid-19 và sẵn sàng cho các phương án kịch bản với hơn 14 km đường biên giới trên bộ cùng khoảng 26 km đường biên giới trên biển. Công tác phòng chống ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép của các lực lượng biên phòng của cửa khẩu quốc tế Hà Tiên được thực hiện với tinh thần quyết tâm cùng sự huy động tối đa các lực lượng tham gia, đặc biệt là huy động sức mạnh toàn dân trong công tác đấu tranh, tố giác các trường hợp nhập cảnh trái phép. Và hiện nay, đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Hà Tiên đã thành lập 44 chốt cố định, 4 điểm gác và 4 tổ công tác, 4 cano cao tốc để thực hiện nhiệm vụ và ngăn chặn người xuất nhập cảnh trái phép. Các cán bộ chiến sĩ đã đến từng ngõ, gõ cửa từng nhà, thông tin cho từng người dân về dịch bệnh, đồng thời tăng cường tuyên truyền người dân về phòng chống dịch Covid-19 trong cộng đồng và qua đó khuyên người dân nếu phát hiện người lạ hoặc là người về từ các vùng dịch thì phải báo ngay cho chính quyền địa phương để có biện pháp xử lý. Đoàn công tác đánh giá cao những nỗ lực và kết quả trong công tác nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới và phòng chống dịch Covid-19, nhất là tinh thần quyết tâm và sự huy động sức mạnh toàn dân tại địa phương. Và thay mặt đoàn công tác, giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thành Long, Bộ trưởng Bộ Y tế, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19 đã thăm hỏi và động viên các lực lượng đang làm nhiệm vụ tại các chốt, điểm gác, chia sẻ với những khó khăn vất vả của các lực lượng chiến sĩ khi phải liên tục đóng quân trong thời gian dài với nhiều khó khăn và thiếu thốn trong điều kiện đời sống và sinh hoạt. Và trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch ở cả nước trong khu vực thì nhất là các tỉnh bạn giáp biên giới, đoàn công tác khuyến cáo địa phương cần tiếp tục tăng cường kiểm soát chặt chẽ các cửa khẩu, đường mòn và lối mở, tăng cường kiểm tra, tuần tra
biên giới để hạn chế tối đa nguy cơ dịch bệnh xâm nhập tại bên ngoài, đồng thời phải chuẩn bị sẵn sàng cho các tình huống có thể xảy ra, kể cả các trường hợp xấu nhất để chủ động ứng phó. Và theo đó, địa phương cần xây dựng các kịch bản, phương án cách ly, phong tỏa để hạn chế thấp nhất sự ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt, phát triển kinh tế, nhưng vẫn phòng chống dịch hiệu quả khi xuất hiện các ca xuất nhập cảnh hay là ca bệnh trong cộng đồng, nâng cao năng lực công suất xét nghiệm với hỗ trợ từ Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh. Và đó là thông tin ngày 19 tháng 4 năm 2021. Và nếu anh em thông tin này bố thì đừng quên cho tôi một like, một chia sẻ, một comment để cho biết ý kiến của anh em ở trong video của tôi. Và đừng quên đăng ký vào chuông nhé. Tạm biệt.